Hello, chào tất cả các bạn nha. Mình lâu quá trời mình mất bận công việc các bạn, mình không có đi bẫy chim. Thì hôm nay rảnh rỗi được một ngày mình đem cái em quành quạch của mình đi bẫy các bạn. Nó cũng thai lông, cũng sắp thai lông rồi. Nhưng mà do hôm nay mình được rảnh mình tranh thủ ra bẫy chút xíu cái vườn ở gần nhà mình các bạn. Hy vọng là sẽ bắt được một em bói. Không ngày lâu quá rồi. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Hy vọng là hôm nay mình sẽ có một chiến lợi phẩm. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Thì mình đặt lục ở chỗ này, mình vào đây thử con mồi của mình nó còn bén không các bạn. Nó ăn rồi nó ngủ riết rồi nó làm biếng dữ lắm. Chào các bạn nha, mình bẫy mà quành quạch các bạn nhưng mà lại dính một em bách thanh. Đây là một em bách thanh xám, thì theo cái mặt mày của nó theo mình biết thì chắc có lẽ là mái các bạn, tại vì chim mái và chim chim non á, chim non mới lớn á, nó có bản mặt rất là giống nhau. Mà theo mình biết thì cái mặt này là mái chứ không phải là chim chim non đâu. Tại hiện tại mình cũng không biết rành về cái mùa sinh sản của nó nữa. Nhưng mà theo mình biết chắc là mái rồi. Để mình về mình vô cám em này thử cái xem sao. Để mình kiếm một em trống mình nuôi mình đi bẫy chơi, bẫy văn nghệ chơi các bạn. Chim này là không tùy tiện bò và bóc vào nó được nha các bạn. Khi mình bóc tay vào nó là nó mổ, thứ nhất là mổ nó mổ mình sẽ là rách da chảy máu, hai là móng của nó bấm vào thì coi như là bao nhiêu móng là lủng bao nhiêu chỗ nha các bạn, cho nên mình không có tùy tiện đụng vào nó đâu. Hồi trước đây mình không biết, mình bị một lần rồi mình sợ rồi. Rồi chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Không ngờ chắc có lẽ là nó ăn con sâu này các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn vui khỏe, hẹn gặp lại các bạn clip sau. Để mình gỡ ra rồi mình để em quành quạch lại chỗ cũ xem sao có dính em nào không.